Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cái cách vệ sinh dàn thủy canh như thế nào nha. Đây là cái vườn dao của mình, vườn dao thủy canh. Đây là cây mồng tơ. Còn đây là cải mẹ xanh. Mình trồng được tất cả các loại rau cải trên cái dàn thủy canh này nha. Còn đây là ngò gai nha các bạn. Ngò gai này mùa đông trồng ở ngoài thì nó lạnh quá, nó sẽ chết, cho nên mình đem vô trong nhà. Đây là cái dàn ngò gai mình trồng ở trong nhà các bạn. Nó cũng lạnh nhưng mà nó đỡ hơn ở ngoài. Đó, ngò gai thì nó sống được cái mùa lạnh nha các bạn. Nhưng mà lạnh quá thì nó cũng phải chết, cho nên mình đem vô phía trong. Cũng không hẳn ở trong nhà, ở trong cái mái hiên của trong nhà mình thôi. Thì ở đây thì nó cũng đỡ lạnh hơn ở ngoài nha các bạn. Mình giới thiệu sơ cho các bạn thấy cái dàn thủy canh của nhà mình. Còn đây là thành quả của mình nha các bạn. Mình cắt một ống như vậy là khoảng 15 ly, mà trong ly nó khoảng có 2 hoặc 3 cây thì mình cắt ra được 2 rổ. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách vệ sinh cái dàn thủy canh của mình nha. Thường thì mình không có làm chết, tại vì mỗi lần làm chết vậy mình muốn vệ sinh nó rất là khó, cho nên mình phải làm sống, mình tháo rời được nha các bạn. Mình làm sống mỗi khi mình di chuyển hoặc là mình làm vệ sinh gì đó thì nó dễ dàng cho mình hơn. Còn nếu như mình làm chết như vậy á, mỗi lần mình muốn làm cái gì thì nó rất là khó khăn. Đó, các bạn thấy không, mình tháo ra được những cái ống này, mình không có làm nó chết nha, mình chỉ ghim vô thôi. Còn các bạn thấy mấy cái đầu ống không, đầu ống mình bịt cái băng keo điện đó các bạn. Khi mà có trục trặc cái gì hay là nó hư cái gì đó thì mình chỉ tháo ra thôi, tháo ra để mình thay thôi, cho nên mình không có làm chết. Đây, cái đầu ống mình thấy băng keo, dưới cái co mình cũng băng keo thôi. Còn ở dưới này là cái thùng nước để mình bơm nước lên cho cái dàn thủy canh này nha các bạn. Đó, mình cũng tháo rời ra luôn, mình không có làm chết đó, các bạn thấy không. Rồi bắt đầu mình cho cái nước vô đây. Trước khi mình xịt nước vô, mình rửa cái dàn này đó, mình sẽ trút cái ống ngược lại. Các bạn thấy đó là cái dơ sau khi 1 năm mình trồng các bạn, ở trong cái ống thì rất là dơ, dơ rất là nhiều. Rồi, các bạn thấy không, đó nó rất là dơ, toàn là rong rêu hay là ba cái đất nó vớt lại, nó nằm ở trong cái ống này đó các bạn. Đó, mình muốn vệ sinh thì mình phải lật ngược cái ống. Trước tiên mình xả cái nước này bỏ đi, để mình xịt cái nước vô để làm sạch cái ống này, để mình chuẩn bị cho cái mùa đông sắp tới. Mình đem những cái cây của mình đem phía trong này thì trồng nó đỡ nha các bạn, để năm sau đầu mùa mình đưa ra thì cái cây nó mau lớn hơn. Đó, bạn thấy mỗi một cái ống rất là dơ. Sau khi 1 năm rồi thì trong đây những cái rễ cây là những cái phân mà khi nó đọng lại các bạn, nó đọng ở trong cái ống này. Mình muốn cái cây mình tốt thì mình phải vệ sinh trước khi mình cho cái rau mình lên cái dàn này. Mình vệ sinh từng ống nó cũng đơn giản, nó không có khó các bạn. Đó, mình chỉ lật ngược cái ống lại thôi. Lật ngược cái ống này, trước tiên mình cho cái đồ dơ, những cái đồ dơ ở trong cái ống này ra trước. Rồi sau đó mình dùng cái vòi nước. Dùng vòi nước mình chỉ xịt vô trong cái ống. Đây, mình dùng cái vòi nước mình xịt vô trong cái ống để làm sạch cái ống, mình làm từ trên xuống. Đó. Mình chỉ cần dùng cái vòi nước mình xịt vô thôi. Đây, mình xịt từng ống một, mình xịt ống trên cao trước các bạn. Mình làm vệ sinh mình làm từ trên cao trước thì cho nên nó không có dâng ngược lên trên cái dơ ống nha. Mình chỉ đút cái vòi vô trong mình giữa thôi. Ở trong này nó cũng đơn giản, nó cũng không có dính gì đó chỗ nhiều, tại vì cái ống khi trong cái ống nó còn nước các bạn, nó không có khô mấy cái rong với mấy cái đất lợ đó. Thì mình chỉ xịt sơ thôi là nó sẽ ra hết, nó không có động lại trong đó nhiều. Đó, các bạn thấy không, mình xịt từng ống một. Tại vì khi mùa đông tới đó, mình những cái cây mà ở ngoài đó mình trồng nó lạnh quá, thì khi nó xuống âm âm mấy độ luôn các bạn,
thì cái cây, những cái cây mình trồng hoài nó không chịu nổi, nó sẽ chết. Mình phải trồng lại, cho nên mình những cái đó mình tiếc, mình phải đem trong này mình giữ cây lại. Nó không có lớn nhanh như ở ngoài, nhưng mà đem vô đây thì mình giữ cây nó cũng lớn được một phần nào, hoặc là nó sống thôi. Thì khi sau khi qua khỏi mùa đông á, thì mình đem cái những cái cây mà mình dưỡng trong này đó, thì mình đem ra phía ngoài thì cây nó lớn nhanh hơn, mình khỏi mất công phải gieo lại, trồng lại nha các bạn, đỡ cực cho mình hơn. Thì đó, mình chỉ xịt sơ ra một cái vậy thôi, giữa từng ống một. Cái này ở trong cái ban công, cái hiên trong phía trong thôi, nó không phải hẳn là trong nhà các bạn. Và mình ở này là nó ngày xưa là cái giống như cái giếng trời vậy thôi đó, các bạn thấy ở trên không, mình chỉ che một cái mấy cái tôn thôi, nó cũng không có phải là cái nhà kính gì đó. Mình làm từng ống một nha các bạn, nó đơn giản, mình không có phải là cầu kỳ gì hết. Trong một cái ống này đó, mỗi một cái ống đó, thì mình làm có được 15 lỗ thì được 15 cái ly các bạn. Trong đây thì có 8 ống. Ở dưới là một cái thùng nước, mình cũng vệ sinh luôn thùng nước phía dưới. Đó, mình chỉ xịt sơ như vậy, các bạn thấy cái ban công ở trên mình chỉ đóng cái tôn trong thôi. Tôn mũ các bạn, để cho ánh sáng lọt vô thôi. Nhưng mà xung quanh nó vẫn còn hở các bạn. Nó cũng đỡ lạnh ở phía ngoài, nó không hẳn là như cái nhà kính nha các bạn. Đó, các bạn nhìn ở trên mà các bạn thấy mấy cái nóc nhà xanh xanh đó các bạn. Đó, dưới trên chỉ đóng mấy cái miếng tôn mũ cho ánh sáng nó vô thôi, còn xung quanh nó vẫn hở nha các bạn, nó vẫn luồng gió hoặc là cái lạnh nó vô, nó không kính nha, không kính như cái nhà kính, nhưng mà phía trong này nó cũng đỡ hơn. Rồi sau khi mình làm vệ sinh ở bên trong mấy cái ống rồi thì mình cũng làm vệ sinh sơ sơ ở ngoài cho cái ống cho nó sạch, nhìn nó đẹp các bạn. Tại cái ống màu trắng rồi nó dính một chút xíu dơ mình thấy nó không dự ý rồi, mình muốn làm cho nó sạch này. Trong khi mình trồng cây lên thì mình nhìn nó cũng đỡ nha các bạn, nó cũng đẹp chút xíu. Mình chỉ xịt sơ vậy thôi, nhưng mình lau chùi sơ ở ngoài nó cũng dễ, nó không hơi dính bám dính, nó chỉ là lớp bụi ở phía ngoài thôi. Đó. Mới mùa đông là mình di dời mấy cái cây vô mình trồng phía trong cái mái hiên này để cho đỡ khi đầu mùa mình khỏi mất công phải gieo giống lại cho cực mình nha các bạn. Cây nào nó lên được nó lên, còn cây nào nó chết phải chịu, giữ được lúc nào hay lúc đó. Rồi, đây là cách chia sẻ làm vệ sinh cái giàn thủy canh của mình nhé. Video của mình tới đây cũng tạm dừng. Xin hẹn lại các bạn một video sau. Các bạn nhớ share và đăng ký ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn có được một ngày vui vẻ bên gia đình. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thôi chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại video sau.